Sáng ngày 30 tháng 1, Vietinbank tổ chức cầu truyền hình gặp mặt đầu xuân tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh chào đón ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống được Vietinbank duy trì hàng năm. Khách mời tham dự sự kiện tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Kim Anh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các đơn vị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Đình Cường, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu Đà Nẵng có đồng chí Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng. Về phía Vietinbank có đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng chí Trần Minh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc cùng các đồng chí trong Hội đồng Quản trị, ban lãnh đạo và lãnh đạo các khối, phòng ban đơn vị trụ sở chính tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ đã gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý, ban lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt cùng toàn thể cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống Vietinbank. Nhân sự kiện ý nghĩa này, đồng chí Lê Đức Thọ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động Vietinbank đã luôn đoàn kết, nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Vietinbank. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp cùng sự nhiệt huyết, tập trung cao độ, Vietinbank sẽ tận dụng được cơ hội để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực hiện thành công chiến lược phát triển của Vietinbank. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.